viên Vũ Quang Vinh và Tuyết Nha cùng ban tin tức của IBC TV xin cảm ơn quý khán thính giả đã quan tâm và ủng hộ cho những cơ sở kinh doanh thương mại vừa qua đã đồng hành bảo trợ cho đài. Trở lại là tin tức liên quan tới việc một người phụ nữ đã mang súng giả vào ngân hàng để đòi rút tiền tiết kiệm cho em gái chữa bệnh ung thư. Người phụ nữ Lebanon đã mang theo vũ khí xông vào trụ sở ngân hàng thương mại tại Beirut cùng với một chục nhà hoạt động uy hiếp nhân viên đòi rút số tiền tiết kiệm của em gái đã bị ngân hàng phong tỏa vì khủng hoảng kinh tế. Sally Hafez là nhà hoạt động mang theo một khẩu súng lục, sau đó cảnh sát nói là một khẩu súng làm bằng nhựa, bước vào chi nhánh ngân hàng ở Sodeco yêu cầu người điều hành và nhân viên giao số tiền trong trương mục của em gái mình đang mắc bệnh ung thư. Các ngân hàng Lebanon đang áp dụng biện pháp giới hạn khoản tiền được rút ra vì lệnh hạn chế nghiêm ngặt về sử dụng ngoại tệ từ năm 2019, trong khi họ đang có một cuộc khủng hoảng kinh tế trầm trọng buộc các ngân hàng phong tỏa nhiều khoản tiết kiệm của người gửi tiền. Hiệp hội những người gửi tiền tại Lebanon cho biết người phụ nữ này xoay sở rút 13.000 Mỹ Kim trong khoản tiết kiệm 20.000 Mỹ Kim của người em đang nằm trên giường bệnh vì căn bệnh ung thư. Linh cữu nữ hoàng Elizabeth đệ nhị được rước qua trung tâm London. Linh cữu của nữ hoàng được rước từ cung điện Buckingham qua trung tâm London tới đại sảnh Westminster. Bốn người con của nữ hoàng là vua Charles đệ tam, công chúa Anne, hoàng tử Andrew và hoàng tử Edward, cùng hai cháu nội là thái tử William và Harry, hôm nay đi bộ phía sau linh cữu nữ hoàng. Trong lễ rước kéo dài khoảng 40 phút trên quãng đường dài 2 km, từ cung điện Buckingham qua đường The Mall và Whitehall để đến đại sảnh Westminster. Vương hậu Camilla, công nương Kate, vợ của thái tử William và Meghan, vợ của Harry, di chuyển bằng ô tô ở phía sau. Linh cữu được đặt trên cỗ xe linh xa do 7 con ngựa kéo. Vương miện được đặt trên tấm đệm màu tím ở phía trên quan tài cùng với một vòng hoa trắng. Những bông hoa này được hái từ lâu đài Balmoral và lâu đài Windsor. Quân nhạc chơi các tác phẩm của Beethoven, Mendelssohn và Chopin. Cứ mỗi phút, anh bắn một phát đại bác từ công viên Park 2 trong suốt quá trình rước linh cữu nữ hoàng. Hàng nghìn người dân tập trung dọc tuyến đường The Mall và Whitehall để bày tỏ lòng tiếc thương. Nhiều người ngã mũ khi đoàn rước đi qua, một số đặt tay lên ngực trái. Rắn đuôi chuông hoạt động mạnh tại Arizona. Loài rắn đuôi chuông dự đoán gia tăng hoạt động trong những tháng tới đây khi nhiệt độ giảm dần và rắn con thường bò ra khỏi hang ổ để đi tìm thức ăn. Công ty kiểm soát hoạt động của loài rắn là Rattlesnake Solutions tại Arizona chia sẻ họ nhận được 19 cuộc gọi cấp báo liên quan tới sự xuất hiện của loài rắn trong vòng 24 tiếng đồng hồ vừa qua và gần 300 cuộc gọi trong tháng 8. Công ty này khuyến cáo người dân hết sức thận trọng khi làm vườn hay làm việc ngoài trời vì loài rắn đuôi chuông là loài có nọc độc, có thể làm chết người. Họ kêu gọi mọi người nên mang giày và sử dụng đèn pin khi ở ngoài trời hoặc trong nhà để xe. Rattlesnake Solutions cho biết loài rắn đuôi chuông gia tăng hoạt động trong mùa này vì nhiệt độ lạnh, độ ẩm cao, trăng khuyết, rắn con bị đói, con đực trong giai đoạn tìm kiếm bạn tình. Rắn đuôi chuông có thể sinh sống trong nhiều môi trường sống khác nhau như rừng, sa mạc, đồng cỏ, đầm lầy. Rắn đuôi chuông có nọc độc và vết cắn của chúng gây tổn thương mô, chảy máu là thậm chí chết người. Mỗi năm có khoảng chừng từ 7.000 cho đến 8.000 người bị rắn độc cắn tại Hoa Kỳ và 5 người tử vong. Và sau đây là bản tin về Việt Nam. Hội đồng Nhân quyền Việt Nam bị chỉ trích kịch liệt vì bắt nhà vận động bảo vệ môi sinh. Trích dẫn sự đàn áp ngày càng gia tăng những người bảo vệ môi sinh ở Việt Nam, 52 nhà bảo vệ môi sinh nổi tiếng trên toàn cầu đã ký tên vào một lá thư chung kêu gọi Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc bỏ phiếu chống lại việc kết nạp Việt Nam tại kỳ họp lần thứ 51 bắt đầu vào tuần này. Nếu được thông qua, Việt Nam sẽ là thành viên của Hội đồng cho nhiệm kỳ 2023-2025. Tác giả của thư thỉnh nguyện cho rằng việc bà Nguyễn Thị Khanh, người sáng lập Green ID có trụ sở tại Hà Nội và là người đoạt giải Goldman đầu tiên của Việt Nam bị kết án tù 2 năm vì cáo buộc trốn thuế cho thấy Việt Nam đàn áp người bất đồng chính kiến. Bà Khanh là tiếng nói nổi tiếng ở Việt Nam phản đối nhà nước Cộng sản Việt Nam thực hiện các chính sách sai lầm liên quan đến khí hậu và năng lượng đã bị đưa ra tòa vào hồi tháng 6 sau khi bị bắt vào đầu năm. Bức thư lưu ý rằng luật thuế của Việt Nam không phù hợp với các chuẩn mực nhân quyền và đang được sử dụng để bịt miệng các lãnh tụ các tổ chức phi lợi nhuận. Danh sách kêu gọi bác bỏ lời đề nghị xin gia nhập Hội đồng Nhân quyền của Nhà nước Cộng sản Việt Nam gồm có 50 người hoặc đoạt giải môi sinh toàn cầu nại lý do đàn áp các nhà hoạt động khí hậu ở quốc gia Đông Nam Á. Hội cho hay sẽ xem xét hồ sơ xin gia nhập của Việt Nam tại phiên họp thứ 51 kéo dài đến ngày 7 tháng 10. Công dân Việt Nam nhảy lầu tử vong tại Cambodia. Một người đàn ông Việt Nam đã thiệt mạng vì nhảy từ ban công tòa nhà ở thành phố Bavet, Cambodia khi cố gắng thoát khỏi nơi đây. Sở cảnh sát tại Bavet cho biết một người đàn ông được tìm thấy tử vong nằm úp mặt trên đường bê tông khi nhảy lầu trốn thoát khỏi công ty Paris Bopier.
Buffett là địa điểm tọa lạc những đơn vị giải cứu nạn nhân của tổ chức buôn người lao động nước ngoài bị lừa đảo sang đây để ép làm việc. Một người đàn ông Việt Nam trước đó cũng tử vong khi rơi từ tầng 8 của một sòng bạc. Một người khác nữa lại được tìm thấy chết vì treo cổ trong một vụ án được coi là tự sát. Các khu rừng sắc thu màu rực rỡ ở Hoa Kỳ. Màu sắc rực rỡ của cây lá vào mùa thu sẽ biến đổi hình ảnh của các khu rừng khắp lãnh thổ Hoa Kỳ để mọi người có nơi thưởng ngoạn, đặc biệt là các khu rừng cây bạch dương, thông và phong mang màu vàng, đỏ thẫm và cam. Theo trang web Smoky Mountains, hầu hết các vùng lãnh thổ Hoa Kỳ sẽ bắt đầu xuất hiện những rừng cây sắc màu, sắc hấp dẫn vào cuối tháng 9 đến giữa tháng 10. Tuy nhiên, rừng thu lại có thể đến muộn tại khu vực có nhiệt độ ấm áp vì Hoa Kỳ đang trải qua mùa hè nóng thứ ba kỷ lục. Ở những khu vực hiếm mưa, lá cây bắt đầu đổi màu từ đầu năm và kém rực rỡ tại phần lớn khu vực miền đông Hoa Kỳ từ Maryland đến Maine. Theo các nhà khoa học của Trường Đại học Tài nguyên Thiên nhiên North Carolina, thời tiết ban ngày nắng nhưng không nóng và đêm mát mẻ tạo điều kiện tối ưu để lá rụng và nhiệt độ thấp làm chậm quá trình sản xuất chất diệp lục tố mang màu xanh của cây. Tuy nhiên, họ cũng báo động rằng thời tiết khô hạn ở vùng Đông Bắc sẽ làm lá rừng thu không còn rực rỡ. Theo Cơ quan Công viên Quốc gia thì càng nhiều mưa thì rừng càng rực rỡ sắc màu với những chiếc lá phong đỏ âu. Kính thưa quý khán giả, và bản tin vừa qua cũng kết thúc chương trình tin tức tổng hợp trưa nay của IBC TV qua phần trình bày của Sương Hương Viên, Vũ Quang Vinh và Tuyết Nha. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn tất cả quý vị đã quan tâm đón xem và ủng hộ. Cảm ơn những cơ sở kinh doanh thương mại đã đồng hành bảo trợ cho đài. Chúng tôi xin trân trọng kính chào và xin kính chúc quý vị và gia đình một ngày vô lượng an lạc.